Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh channel JunVN. Hôm nay mình quay 3 lần Pixelmon siêu anh hùng. Và tiếp theo là một cái series mới. Và mình nghĩ đây cái series này á, thì hiện tại YouTuber Việt Nam chưa có ai chơi về Minecraft về cái series này hết. Tại vì cái modpack này á là do mình làm ra, mình đặt cái tên nó là cuộc chiến với các vị thần, theo tiếng Anh là War with God. Ok nè, War with fuck with God. Đây đó, JunVN đi. Thôi gì được rồi hả, gì được rồi. Rồi, mình xin lấy cái hương thưởng thôi nha. Rồi xong, chỉ vậy thôi. À quên, mình sẽ đặt cái sheet là JunVN. Ok. Tạo thế giới luôn. Các bạn nếu mà xem video này cảm thấy hay thì hãy like và subscribe and share cái video của mình cho tất cả những mọi người đều thấy. Mình sẽ làm một cái hướng dẫn cho các bạn về cách cài đặt sau khi mình cảm thấy cái video của mình được nhiều hưởng ứng. Ok, mình kiểm tra coi nè, mình có cài đặt gì chưa. Sang trọng đầy đủ, nâng cao fairy, độ sáng, tất cả hết rồi. Cái này mình để là up đi. Mình sẽ tất nhiên là cái series này dành cho các bạn có máy cấu hình yếu. Bạn thấy không, nhìn cái memory ở phía trên nè, nó có 200 mấy 300 mb thôi. Cho nên là máy bạn nào mà RAM 2GB chạy đua co vẫn chơi được cái modpack này. Nếu mà các bạn thấy giật thì thông cảm, tại mình đang làm công việc của cái máy mà, mình đang render cho nên là nó hơi giật tí. Ok, để xem nào. Ê đó. Fuck. Được rồi. Mấy anh bạn trẻ đứng ở đó. Được rồi. Đừng có manh động. Oh no. No, vòng vòng đây toàn là khiếp đảm không à. Mấy cái con cầm lưỡi hái nó. Mình mới vừa bị chết xong. Mình không hiểu gì luôn. The fuck beast, mình chưa có lấy mấy thứ này nữa. What the fuck? Đó. Đồ mớ mày con chó lữ hái. Trời ơi à. Có cần phải hung hãn tới như vậy không? Cái mộ của tôi ơi. Đó. Mấy cái con này nó kiểu như nó cuồng dâm lắm luôn á. Như mình nói đây là cuộc chiến với các vị thần, cho nên là những mở của mày. Được rồi. Fuck! Sao mày lại chết? Thôi mình không muốn đập cái đó ra. Có con Reaper gì nữa vậy? Nó rồi cả chục thằng trọng luôn. Con Reaper này nó ghê lắm nha. Nó thấy mình ở đi lại, thấy mình ở rất là xa nhưng mà phải đi lại luôn á. Cái thứ này con gà nó còn quýnh mình nữa nè, mình coi mình quýnh nó nè nha. Không. Vậy là ổn mà. Oh. Đó. Không, cái này không phải gà. Đó, nó vượt theo mình kìa. Vậy là mình kết liễu nó thì nó sẽ không vượt theo ha, kiểu như giết người diệt khẩu đó. Nó sẽ không vượt theo nữa. Còn cái kiểu này là làm sao mà mình sống nổi? Bởi vì mình nhờ một bạn á, chơi chung cái series này với mình mà kiểu như bạn nó không quan tâm vậy đó. The fuck. Thì thôi mình chơi một mình vậy. Cảm thấy cái series này nó khó cho nên mình mới tìm người chơi chung. Mà kiểu như bị bơ mà. Nên thôi. Người ta ỷ, người ta sub nhiều cho nên người ta muốn làm gì cũng được. Mình chỉ nhờ vả vậy thôi mà được. Trong khi đó ta nhờ phát một mà mình làm liền. Ok, xem như mình cũng đã biết được mặt một bạn rồi. Mình sẽ lưu ý hơn. Đậu phộng mấy con heo.
Được rồi, mấy anh bạn heo, ok. Khi mình giết nó thì nó có rớt ra tim đó các bạn, nó hỗ trợ cho mình được hồi máu được một chút, tại vì cái này nó ghê lắm, ý là ở trên bờ không mà vậy mình mà đi chiếm thành thì chắc mình chết luôn á. Đấy không? Thì mình làm cái series này tầm khoảng ủa lộn, mình làm cái tập này tầm khoảng 15 phút thôi. Cho hỏi ý kiến các phát. Rồi 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 rồi. Buông tha cho bố. Bố đang nói chuyện. Phát mày. Phát mày, phát mày, phát mày. Bạn đã nói là đưa link đây cho mình tải. Trong khi đó mình xem lại cái link ấy thì không có một cái lượt tải nào hết trơn. Mình cảm thấy vẫn vẫn còn buồn á. Bạn nó kêu nhờ mình hỏi về cái mod pack gì đó, mình chỉ nói đại khái vậy thôi, về ai ai mà có được thì chắc biết mà. Nhờ mình đưa cái mod pack đó cho cộng với chỉ này nọ chút chút đỉnh đó mà thì ok mình ừ thôi. Rồi tới chừng mình làm xong được việc xong rồi đó, thì đậu phộng này thanh niên đó không có kêu mình quay chung, thanh niên đó quay một mình. Oh man, thật là cuộc đời vẫn còn thiệt nguy hiểm vãi luôn á. Mình sẽ thiệt á, bây giờ nữa mình sẽ không giúp ai nữa nè. Mình cảm thấy bị lạc lối, đậu phộng, cảm thấy bị hoang mang luôn, bị bối rối luôn mà. Đêm tới chừng mới vừa ấy được cái mod pack mà tưởng đâu có quay chung đồ, đợi quay chung đồ không thấy bị em trơn. Hai bữa sau cái nó là thôi mình lưu stream cái đó xong rồi stream xong rồi cái qua bữa sau lại có tập 1 mà trong khi đó không rủ mình. What the fuck? Thiệt luôn á, thật là đáng buồn luôn á. Đáng buồn theo kiểu gì gì đó luôn á. Fuck man. Bao mày buồn luôn man. Thôi mà nói nhiêu rồi chắc nếu mà tình cờ bạn nó mà có xem được cái video của mình á thì xem như là đó giờ mình không thêm bạn là bạn đi vậy đi. Ồ mình tốt vậy luôn mà bạn còn vậy nữa, trời phật. Thấy không? Thấy bị phủ. Thực sự là mình đang đi tìm một cái dân làng đó mấy bạn. Ý ở trên đó theo cái hướng nào ta? Hướng này. Ồ nó có hai cái rương của cái gọi là gì nè? Mình có mấy ạt vô mấy mod mấy con bét á hỗ trợ cho thân thân mình. Nói chung là cái mod pack này nè làm nhà cũng sợ bị nổ nhà nữa, cái tụi zombie ấy, nó có thể đậu phòng đào tường luôn. Mấy bạn á mà xây nhà bằng bedrock rồi mấy mấy không bị nó thông thôi, nó dơ lắm trời ơi. Nghĩ Oxiden mà nó lấy cái cây cúp thường á mà nó gõ chừng nào bể thì thôi đó, nó dơ vãi đái luôn. What the fuck? Tụi nó ha, bây giờ là ban ngày ha, mình tranh thủ mình đi lấy đồ ha, nếu mà đêm xuống rồi ha, rồi bạn thấy không, mà thấy mình chưa có than nữa, hồi là đậu phộng tới thui luôn. Nó spawn ra đậu phộng nó thông mình, hồi rớt xuống dưới chết nè. Chết thì mình sẽ không chích cái gì hết á. Chết thì mình có cái mỏ. Ồ ngon, Lucky Block. Mình có cái mộ trên đó, nó có mấy cái mây nó spawn cái mấy con đó đó. Lấy 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 lấy. Ủa mình gớt kìa. Cái này là gì vậy? Ủa? Cái này là cái gì vậy? Ủa nói mình đi lên có gặp cái này đâu? Có quá trời hết gì vậy? Hình như là con gắn đá nó trong đây nè. Có một cái loại Reaper nó nổ ra cái thứ này nè. Nước nước nước. Sao lấy được một viên kim cương rồi. Chạy. No 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 no. Đừng. Tôi muốn đi tới cái chỗ tiếp theo. Cái chỗ tiếp theo là chỗ chỗ nào vậy?
Chỗ này hả? Ok, đi lên, đi lên, đi lên. Phát mày. Bố muốn lên. Lên. Như mấy bạn thấy sơ bộ cái mod mình gồm có 3 trang thôi, rất là ít. Rất là ít. Ở đây thì gồm có mấy cái mộ. Kiểu như mình giết dân làng thì nó thành cái mộ, hoặc bạn đi một cái dân làng nào đó thì có thể dân làng nó sẽ có cái mộ trong trống. Tối đến thì mộ nó sẽ có zombie đi lên, chui từ mộ đi lên, hoặc skeleton đủ kiểu. Nói chung, mod pack này của mình ngắn gọn là cuộc chiến với tất cả các vị thần. Nào là thần ác, thần dữ đều quất hết. Theo kiểu là gì Heru gì cái ông gì mà Minecraft mà không có mà cứ kêu hoài là với ông nấp nè, hai cái trường phái đó đó kiểu vậy đó, là đấu hết, con nào cũng đấu hết vậy đó, trừ khi những con mình tạo ra thôi đó. Thì đây mình hỗ trợ thêm mấy cái mod đó mà. Ok, giờ mình lên để mình lấy lên trên cái mây để mình lấy tiếp cái con bé thứ hai mình. Không, ta không có chơi URF. Mình thích chơi Minecraft, mình nói nhiều vậy. Không, ta lên trên đó, đó, ta lên trên mây, ta lấy một cái rương ở trên đó đó. Oh man. Ủa gì làm sao đi lên được men? Tại vì nó cao. Hình như mình sắp hết. Mình còn. Hồi nó té xuống nước. Chị ngu. Thanh niên hỏi ngu nguội. Kim cương. Lại 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 lại. Ê, nó không có quýnh mình. Ai u hên hên hên, còn sống còn sống. Ngon. Hình hình như là cái con Enderman đó của mình. Con bé Enderman nó cứu mình này. Cái con này nè. Nó cứu tao ơi. Cầm đuốc lên sáng nha. Mà chứ bây giờ là 7 giờ rồi. Không, con đó con lưỡi hái ban ngày nó vẫn có nữa. Thôi mình đi trốn nó đi. Em ơi đi trốn với anh. Rồi cái gì đó về biển xanh. Đây lại chứ. Game này nó không có gọi là ngập thở mà. Game nó hư cấu vậy, game nó không có bị ngập thở. Ngay. Bùm. Tao muốn ở dưới đó mà. Bà mẹ con Enderman. Đâu rồi? Ăn hết bánh mì rồi. Mình có được cái uranium thôi. Thôi được rồi. Được rồi, được rồi. Được rồi, nó cái con Enderman nó cứu mình. The fuck. Mà hồi đó nó tao muốn đi mai mà. Cái gì vậy? Được rồi, được rồi. Đi xa bố đã thằng tao đi tao đi trốn em đời đi trốn với anh cái gì đó biển xanh. Chết mẹ rồi đố đố quan trọng không sao, ở đây có than cả than than. Đừng, anh bạn. Tối rồi, khuya rồi ngủ đi. Đi ngủ đi, đi ngủ hết đi. Phát mày. Ok, giờ tạm thời là nắp đó. Ấy ấy ấy, ngủ người. Không, cái này mai không được, phải có cúp đá mới được. Cái này bằng gỗ. Cũng có được mớ gỗ à. Ê.
Ồ, tạo được, đúng được cái cúp kim cương luôn kìa. Ngon. Không mà không tạo kim cương đâu. Tạo đá thôi. Từ từ chơi kim cương thanh niên. Đã phát. Ok. Mình đã có những thứ này rồi. Nấu thôi, nấu thịt lên ăn. Chưa, nha, đi vòng vòng kiếm mớ than cái đã. Đừng có lấy gỗ, gỗ mình làm việc khác. Thôi lấy gỗ này được mà. The fuck? Cái này nó vướng vãi. Ngon. Mai 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 à, mai 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 mai. Có than rồi. Có luôn Uriyamoy luôn rồi. Cái này không có mai được cơ, một lần một đống. Cái gì vậy? À, đây. Đó, tạm thời nó vậy đi. Còn cái chỗ đó nó chưa ấy nữa. Quên, bỏ than vô. Bỏ gỗ vô. Đó, vậy đi cho khu này nó thoáng. Thì cái này của mình có được cái gì nữa nè. Để nhìn nhìn đã phải. Nó hơi lỗi chỗ cái chân, tại vì cái mod nó bị sầm xí đú. Ok, thì mình quay tầm như đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy hay ở cái tập 1 này thì cho mình biết là có nên làm tập 2 hay là không. Còn không nữa thì mình cứ ấp ủ thôi. Tại vì mình sẽ hứa luôn là cái mod phát này chưa ai chơi hết á. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nếu các bạn cảm thấy hay thì cho mình lại comment ở phía dưới. Nhớ comment nha, đậu phộng câu rồi không comment. Biết chưa? Coi mình đây chứ coi có nên làm tập tiếp không? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Ta-da-da-da-da-da-da-da.